Thiếu Cảnh chào cả nhà nhé. Hôm nay chia sẻ báo giá một cái túc đặt bàn đã hoàn thiện nhé, cái túc rất già thuần chậu, túc mini hình thú. Các bạn nhìn cái túc này, túc mình đang trồng những cái chậu tàu nhé. Chậu tàu đây chỗ chiều dài này 25, chiều ngang là 20. Cái này là cái hoàn thiện nhé. Cái con hươu cao cổ thú này, cái này đầu này, đuôi, tay chân thì rất hoàn thiện. Cao cây bán lại 30, bán lại 40 đó. Tay cày bàn làm việc rất phù hợp. Cây cảnh nó hoàn thiện. Chơi đây. Yeah.
súc này đặt bàn rất là mini, rất là xinh, và cây rất là thuần chậu, rất là già, rất là cây cành hoàn chỉnh nhé. Soi cực kỹ. Các bạn nhìn như một con hươu có cổ. Các bạn làm một việc sung túc. Lồn nực đẹp. Ấy, giống hình cũ này. Đặt bàn rất đẹp.